Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì bên em hạ giá toàn bộ các mẫu sản phẩm tủ lạnh ngăn đá phía trên của thương hiệu là Samsung. Với rất nhiều những cái model sản phẩm có thiết kế đẹp và ấn tượng trong năm 2024 và được nhiều các bác yêu mến. Rất nhiều mọi người các bác là muốn đến trực tiếp để xem tận nơi các cái mẫu sản phẩm như thế này. Thì đây đều là những dòng sản phẩm có thiết kế khác biệt hẳn so với những dòng sản phẩm thông thường mà các bác thấy ở trên thị trường, đúng không ạ? Nhìn sơ quan ở đây thì mọi người cũng biết được là nó có những cái thiết kế khác đi. Ví dụ như là cái phần màu sắc này, đúng không ạ? Và cái tính năng phía bên trong sẽ có đầy đủ cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay em sẽ đi lần lượt từng cái model một nhé. Các bác yêu mến em nhớ dành tặng cho em Long những nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong các video mới nhất. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, đầu tiên thì em xin đi về phần cái tủ ở phía bên ngoài này. Cái tủ mà có ngăn đá phía trên mà dung tích là to nhất. Với dung tích là 406 lít. Chúng ta sẽ có hai model sản phẩm 406 lít ở đây. Một con phía bên ngoài là con RT42CP6784C3SV. Thiết kế mặt thép và có phía trên là trắng, dưới là phần xám. Đúng không ạ? Bên này thì con này thì người ta gọi là mặt cốm rồi nhá, mặt gốm gì đấy. Phía bên này thì trên này chúng ta có một con là RT42CP6584B1. Con này 406 lít và thiết kế mặt là mặt thép màu xám đen. Hai sản phẩm đều có thiết kế là lá giống nhau, chỉ khác nhau đúng cái phần màu sắc. Chúng ta sẽ có với lây nước bên ngoài cho cả hai mẫu tủ này. Lấy nước bên ngoài. Một sản phẩm đang bán ở trên 12 triệu một chút thôi. Một sản phẩm đang bán trên 11 triệu một chút, chênh nhau đúng 1 triệu đồng cho tất cả em cho nhà mình. Chỉ khác nhau về phần cái thiết kế màu thôi. Khu vực lấy nước ngoài ở đây nhé. Coi nhé, khu vực lấy nước ngoài. Khu vực ngăn chuyển đổi đa năng nằm ở phía bên này. Là chúng ta sẽ chuyển đổi được thành 4 chế độ khác nhau. Một ngăn khu vực ngăn sau, ngăn hút nước, hộp nước để mà lấy nước lên phía trên. Sản phẩm này thì đang bán có trên 12 chút thôi mọi nhá. Đấy, lấy nước chúng ta sẽ có làm đá tự động đây. Đây là không gian ngăn đá. Sản phẩm này giá chính xác đang bán nó rơi vào tầm 12 triệu 220 nghìn. Còn phía bên này, mặt thép chúng ta đang bán 11 triệu 150 nghìn. Cũng chênh nhau tầm độ gần 1 triệu đồng đúng không ạ? Thiết kế thì hoàn toàn như nhau, chả khác gì nhau cả. Đúng không ạ? Căn những cái thứ giống nhau. Bộ lọc than hoạt tính ở phía dưới. Lấy nước bên ngoài. Đây là sản phẩm 406 lít mà anh chị em nhà mình tham khảo được hai sản phẩm này. Có thêm những dòng sản phẩm 406 lít khác nhá, các model RT42 khác cũng có. Mọi người có thể comment lên giúp em cái model các bác muốn mua. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có con RT38 nữa, là dung tích 380 lít. Cũng sẽ có 3 màu như thế. Cái con MT42 thì chúng ta cũng có cái màu trắng như này mọi người nhá. Đây, nhìn này. Thế cái màu trắng này là dành cho cái dòng RT38CP66841 2SV, 308 lít là con màu trắng này. Màu trắng mặt gương thôi nhá. Con này thì mặt cốm ở trên màu trắng và ở dưới là màu xám. Thì con này là RT38CP6784C3. Con này thì với cái con đầu tiên phía ngoài kia, con RT42 là giống nhau. Thì khác nhau về phần dung tích thôi. Con này 380 lít, còn con kia là 406 lít. Và một con tiếp theo là con RT38CG6584B1. Ở đây. Thì con này màu xám này cũng giống như cái con màu xám bên kia. Con RT42 lúc đầu, hai con lúc đầu giống hai con lúc này. Đúng không? Thì với sản phẩm tủ lạnh ở phía kia là 406 lít thì tủ lạnh ở đây chúng ta có 380 lít. Sản phẩm ở đây thì chúng ta sẽ có ngăn đông mềm linh hoạt. Tất nhiên là con nào cũng có ngăn đông mềm linh hoạt rồi. Năm mới 2024 thì Samsung sản xuất cho chúng ta tất cả đều có ngăn đông mềm linh hoạt như này. Chuyển đổi đa năng được 4 chế độ khác nhau. Con này thì mặt kính không có lấy nước ngoài các bác nhé. Mặt kính không có lấy nước ngoài. Và tất nhiên rồi, giá tiền thì đang bán với giá là trên 11 triệu đồng cho sản phẩm này. 11 triệu 830 nghìn cho sản phẩm tủ lạnh của Samsung trong cái thời điểm hiện tại đầu tháng 11 năm 2024. Đây con RT38. Một con tiếp theo là con RT38 màu cốm ở đây. Thì đang bán với giá là trên 11 triệu 340 nghìn. Con lấy nước ngoài và có đông mềm, có làm đá tự động. Sản phẩm này thì các bác biết là mới ngăn chuyển đổi đa năng, con nào cũng sẽ có chuyển đổi được 4 chế độ khác nhau. Một là chúng ta chuyển đổi này thành ngăn mát này, chắc chắn đây là ngăn mát thì nó là làm mát rồi, đúng không ạ? Ngăn để thịt cá, ngăn đông mềm, ngăn làm mát nhanh, đúng không ạ?
Và cách điều chỉnh thì mọi người có thể chụp lại cái má dần, chụp lại cái này giúp em. Đây là bàn điều chỉnh để chúng ta điều chỉnh được các cái chế độ khác nhau. Đó, ok. Sản phẩm này thì chúng ta với kích thước nhỏ hơn một chút, mọi nhá. Kích thước nhỏ hơn một chút, nhưng mà chúng ta đem lại cái giá tiền hạ hơn so với RT48. Và sản phẩm tiếp theo ở phía bên này, con RT38 mặt thép màu xám đang bán có trên 10 thôi. 10.360.000. Cũng rơi vào tương tự là con bên này cao hơn con này, bên này gần 1 triệu. Đó, con bên kia cũng tương tự như thế nhé. Một sản phẩm ở phía bên này là sản phẩm con RT35CP56448CSV 380 lít. Thì con này là cái con thiết kế đẹp nhất, nhưng lại không có lấy nước ngoài, cũng không có đá tự động. Chỉ là nó có thiết kế mặt ở phía bên trên là màu trắng, phía dưới là màu hồng thôi. Sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có cái nút chuyển đổi đa năng ở đây. Đông mềm, đông miếc là có đầy đủ. Và tất nhiên rồi, giá tiền của nó đang bán với giá là trên 11 triệu đồng. 1.640.000 cho sản phẩm tủ lạnh này. Một số cái dòng sản phẩm của bên Samsung ngăn đá phía trên đạt được nhiều các bác lựa chọn trong năm 2024. Thì đây là một số cái mẫu mà mọi người đang được đánh giá tương đối là cao. Chúng ta sẽ có các dòng phân khúc từ 350 lít này, 380 lít này và 406 lít. Là chúng ta có 3 cái phân khúc tổ khác nhau cho các dòng sản phẩm ngăn đá phía trên. Mọi nhá. Khi đi tìm các cái model sản phẩm này, các bác cứ đánh giúp em là RT35. Nó sẽ ra một loạt các dòng RT35. RT38 cũng sẽ ra 3 sản phẩm model RT38 và RT42 cũng sẽ ra 3 sản phẩm RT42 để mọi người lựa chọn tùy từng cái nhu cầu của tất cả các bác, là muốn có lấy nước ngoài hay không, muốn có làm đá tự động hay không, hay là muốn thiết kế mặt như thế nào để phù hợp với cái khu vực phòng bếp của gia đình nhà mình. Thì ở đây Samsung cho ra tất cả anh chị em nhà mình những cái màu sắc của nó được khác nhau. Ví dụ các bác có thể lựa chọn cái màu xanh này, trắng trên xanh dưới này, hay là trắng toàn bộ này, trắng toàn bộ mà em vừa giới thiệu cho các bác ấy. Và trắng trên hồng dưới thì em cũng vừa giới thiệu cho tất cả mọi người rồi. Trắng trên xám dưới cũng đã giới thiệu cho tất cả các bác rồi. Chỉ có một cái màu xanh duy nhất, đó là chính là màu trắng trên và xanh ở dưới thôi, xanh đậm ở dưới thôi. Cái màu này thì nhìn nó khá chi là, cái màu xanh này khá đậm nhưng nhìn tương đối là xấu. Do đó bên em không có nhập về. Nếu anh chị em nhà mình là muốn nhập về thì bên em vẫn có đầy đủ. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3 cái mẫu này là mẫu chủ đạo, là bên em có đầy đủ nhá. Đây là chúng ta có cái mẫu đầu tiên là cái mẫu trắng trên xám dưới này, đen tuyền này, trắng toàn bộ này, đúng không? Và phía bên kia là trắng hồng. Đấy, mọi người có thể lựa chọn cho em những cái màu đó. Ok, các bác có thể qua trực tiếp bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội để đặt hàng qua nhé. Xem trực tiếp ở đây được, mọi người có thể lựa chọn. Bên em sẽ lấy hàng mới nguyên đai nguyên kiện đi giao cho tất cả các bác. Bảo hành chính hãng điện tử là 25 tại nhà và 25 của máy lén tại nhà trên toàn quốc. Vận chuyển lắp đặt miễn phí free là 20 cây. Ok, thì em đang xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.